nó trôi dài xuống, nhưng tới chừng sau cuối cùng lặn ở dưới này dài lên nó không có đụng, thì sau lỡ mới phát hiện được là dài dài lên cũng mấy chỗ lặn, tới cái chỗ mà phát hiện mà thấy cái bóng đèn của chú Nghĩa gớt đó, thì là mới biết ở chỗ đó thì tìm kiếm. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Thanh Hải xin gửi lời chào và chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể tất cả quý cô chú anh chị đang xem kênh của Thanh Hải ngày hôm nay. Thì trước mặt màn hình đây đó là chú Bảy, là người thợ lặn, cũng có kinh nghiệm hơn 40 năm trong nghề. Thì trước đó cũng đã tham gia tìm kiếm của anh Nghĩa đó, của chú anh chị đó. Thì hôm nay Thanh Hải có dịp nói chung là đi ngang đây cũng ghé thăm chú Bảy, và sau nữa thì cũng nhờ chú Bảy chia sẻ về trong cái bối cảnh lúc đó mà quá trình đi tìm kiếm anh Nghĩa như thế nào và cái hoàn cảnh gia đình của anh Nghĩa như thế nào của chú anh chị. Dạ, thì con cùng các anh em chào chú Bảy nha. Dạ. Chú Bảy ơi, thì chú là người trực tiếp đứng ra để mà đi tìm kiếm anh Nghĩa trong lúc mà quá trình ảnh mất tích trên sông. Thì trong lúc đó thì mọi cái diễn biến với sự việc là, nhưng là khi mình phát hiện đến cái thân của anh Nghĩa thì như thế nào hả chú? Dạ, thì chú có thể kể lại con cái lúc mà khi mình phát hiện đầu ngay á, thì lúc đầu á thì Nghĩa nó đi bằng đêm, thì nó qua bên sông cũng có ngủ tại chỗ bên xã Phú Ninh bên á, thì cũng đi thả lưới mà giấc đó thì chưa tới giờ giấc nước, thành ra đậu lợi nghỉ. Thì tới chừng nào mà chú Nghĩa là sáng lại thì phát hiện ở tại đó, ta cũng có thấy là xuồng đậu tại chỗ đó, nhưng mà sáng lại thì chiếc xuồng đã trôi, nhưng mà thì giờ thì chú Nghĩa bị độc quỵ là té xuống nước mà để chết, thì không biết cái tông tích khi cái xuồng là trôi xuống thì ta chỉ đâu thì mình mò đó, vì mình thợ lặn thì ta chỉ ta thấy xuồng vậy đó, nó trôi dài xuống. Nhưng tới chừng sau cuối cùng lặn ở dưới này dài lên nó không có đụng, thì sau lỡ mới phát hiện được là dài dài lên cũng mấy chỗ lặn, tới cái chỗ mà phát hiện mà thấy cái bóng đèn của chú Nghĩa gớt đó, thì là mới biết ở chỗ đó thì tìm kiếm, thì giờ dắt nó quá đuối rồi, bởi vì mình lặn xa rồi lên tới đó là đuối rồi, lặn thương cái rồi thành ra không có dính. Rồi sau lỡ là bữa sau chờ đợi cũng đi xuống lặn một tăng nữa, thì lặn tăng đó rồi thì trong vòng tiếng hai tiếng đồng hồ sau là chú Nghĩa đổ dưới đó đổ. Thì cái chết thì hiện tại ngay cái chỗ cái điểm sau mình đụng ở tại chỗ đó đó, là rồi chú Nghĩa mới nổ lên sâu dài xuống, thì lần này chạy xuống là dớn đem chú Nghĩa vô bờ. Đó, thì giờ là với gia đình hoàn cảnh của chú Nghĩa thì quá khổ, bởi vì út trong nhà mà nuôi con rồi nuôi cả cha mẹ của trong gia đình, thì thành ra giờ là mất nữa rồi, thành ra khổ cả gia đình 5-6 người. Thì cũng nhờ Mạnh Thường Quân với lại nhờ bé anh YouTube bên đây quay, thì để coi có hỗ trợ cho gia đình của chú Nghĩa một phần nào không. Bởi vì bây giờ quá khổ, là vì có thằng chồng mà nuôi 5-6 người, mà bây giờ là chồng mất nữa rồi, đâu có ai mà nuôi cả gia đình nổi đâu, rồi có ai đâu mạnh chuyện gì mà để nuôi gia đình. Thì nhờ Mạnh Thường Quân đồ này kia các nước nước ngoài là giờ ở trong này, thì nếu ai có cái tấm lòng hảo tâm thì giúp gia đình của chú Nghĩa được vậy, thì lần này tôi cũng có rất mang ơn của Mạnh Thường Quân để giúp cho chưa gia đình của chú Nghĩa. Thì giờ nhà cửa thì nói đậu ngay gần với mấy sông, nó muốn lỡ tới rồi mà giờ không có nơi chỗ nào mà để giờ với phận giờ sát với mấy sông, thì ông chồng của đứa cháu nó mắc rồi thì nó không có dám ở đó nữa. Đó, thì giờ nó cũng phải giờ đồ để lên trên nhà ông già trên này ở tạm một thời gian, nếu cô bác mà Mạnh Thường Quân và nước ở đây với nước ngoài đồ có thể gần giúp đỡ cho gia đình của chú Nghĩa được một cái nhà để khang trang ở ấm áp. Giữa chú Bảy với lại bên gia đình của anh Nghĩa mình có bà con gì không hả chú? Ha, ở sớm có ở sớm thôi mà ở đầu ngay
chú Nghĩa này thì hiền lắm, không có nhậu có nhẹt gì đâu, chỉ có cái lo làm ăn để nuôi cha mẹ sinh sống, để nuôi gia đình. Đó thì thành ra giờ mất rồi là cũng khổ. Vợ con đồ này kia với cha mẹ thì già rồi, nay mà cha ruột thì cũng già rồi, không ai mặn mà nuôi nữa. Qua hoàn cảnh khổ vậy đó, cũng nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Chú Bảy cho con hỏi thêm ha, trong lúc mà mình đi tìm kiếm cái thằng của anh Nghĩa đó, thì khi mà cái nơi mà anh Nghĩa anh nổi lên đó, thì con có nghe nói là cũng gần cái vị trí mà nơi mà anh Nghĩa cũng bắt được cái cặp rùa phải không chú Bảy? Thì nổi ngay chỗ đó là người ta cho hay, thì ngay chỗ cặp rùa đó. Thì tớ phát hiện là người ta thấy là ngay chỗ tớ, ngay chóc của ngang của con rùa luôn. Đó, cái đó là con quy chứ không phải rùa. Đó là kêu bằng ông Quy ha. Ông Quy. Như vậy thì theo như chú Bảy là một người thợ lặn cũng kinh nghiệm rất là nhiều năm. Thì theo như cách nhìn của chú Bảy, mình có đánh giá về cái sự đó có liên quan về cái vấn đề mà tâm linh tí nào không chú Bảy? Sao không, nói vậy chứ làm hồi nào giờ thì tôi lặn ai cũng dính cũng nhiều người lắm. Đó giờ lặn là cũng mấy chục năm nay, lấy xác đồ này kia cũng nhiều. Nhưng mà có cái là cái này là bị gì mình không có biết cái điểm. Chết ở chỗ nào, rồi sau cuối cùng là thì trúng ngay cái điểm thì nó tấu rồi. Thành ra đâu có lặn nổi, bây giờ phần gió bắc này nè lạnh lẽo rồi, lặn hết nổi rồi. Thành ra sáng lỡ thì cũng có lặn thêm chập nữa. Nhưng mà trước nhất đó thì lặn ngay chỗ đó là chết ngay chỗ đó, có một cái cây me là ba chia ra. Ngay là cũng như nhiều khi mắc kẹt tại đó. Rồi mình lặn ở đó mới động rồi mới nổi lên, thì mình lặn là trên tiếng ngoài đồng hồ là nổi lên luôn đó, là trong khi nằm ở chỗ đó rồi động đó ra nó trâu mới trâu xuống dưới đó. Thì trong vòng có tôi ngủ cũng hết giấc giấc đó đuối rồi dặn cũng ngủ hết giấc. Rồi thành ra mới xuống dưới này thì phát hiện lên là dớt được mới dớt được cái xác. Thì cái ngày đầu tiên mà bên gia đình cùng với chú Bảy đây cũng đã tổ chức một cái cuộc tìm kiếm, thì cái ngày đầu tiên thì cũng có đem ông Quy đến mà thả về chỗ cũ đó. Thì lúc đó chú Bảy có chứng kiến là thấy ông Quy ông bê vô bờ không hả chú Bảy? Lậu ngay vô luôn, đó là lậu ngay vô cái chỗ cái hang của ông ở đó đó. Tại vì ngay chỗ cây táo, ngay chỗ hồi đó thì lúc nữa nào ngày cháu này nó bắt thì nó cũng xin với ông trên, thôi thấy ông già quá rồi thôi tôi bắt về để tôi nuôi ông. Rồi cũng về gia đình cũng mua táo rồi cho ăn, thì hồi lúc vô bắt thì ông rùa ông còn ăn một cái trái táo. Đó rồi anh mới thấy cái táo vậy đó, về đây anh mới mua là cho ăn để nuôi. Nhưng mà xui rủi thì sao không biết nó có cái gì xui rủi không mà để mắc như vậy. Chứ anh quyết định là anh cũng để anh nuôi nha. Thì về cái vấn đề ví dụ không biết có cái sự trùng hợp ngẫu nhiên rồi vấn đề tâm linh hay không thì không biết, nhưng mà cái vấn đề mà anh Nghĩa anh có một cái ý định là sẽ bắt ông Quy về để mà có gian gái nói để thờ nuôi. Nhưng mà sau khi mà thả ông Quy về thì ông Quy lại bò vào một cái nơi mà ông Quy đã trú ẩn ở đó, để mà cũng giống như là đại thái gọi là người ta nói là ông Quy này ông tu lâu năm không phải? Tại vì cũng có nghe một số người ta vô chùa thì ta cũng để thả đó để mà tu, thì ông sư cũng chia sẻ cái gì ông Quy đó. Thì ông nào cũng có tu hết. Thì vì Quy là hồi trước khi đây thì tam tạng đồ này kia cũng lên mình cũng Quy đó. Để mà ông cũng cứu độ đồ này kia, những cái việc gì khó khăn có mấy ông cũng độ. Cái này tại vì xui rủi bắt ổng chỗ ổng ở mà giờ làm vậy rồi thành ra biết nó có cái gì không thì mình không có hiểu được. Thì vừa nghe qua cái câu chuyện mà của chú Bảy thờ lặn này của chú anh chị, thì trong những cái thời gian vừa qua thì bên gia đình của anh Nghĩa cũng nhờ bên chú Bảy đây cũng đã tích cực tham gia mấy ngày, thậm chí luôn là cả ban đêm nữa để mà đi tìm kiếm cái thân của anh Nghĩa. Và sau đến khi ngày thứ hai thì cũng đã phát hiện được cái thân anh Nghĩa, và sau đó cũng đưa về gia đình để mà về quê an táng. Ngay cái này bà cậu dưới thì bà linh hiển lắm, bởi vì tôi mặn mấy chục năm nay là tôi hiểu biết, dẫn tôi lặn cái xác chết nào thì cũng giái cúng cái cây cổ rồi, hay là hoặc khi mình giái gan lọc thôi, chứ để xác chết thì giờ nó cũng có tội nữa.
Thành ra giờ bữa đó thì tôi có giấy là để cho gia đình mua gan lòng để xin cái xác bà ư. Có nhiều khi mình không giấy bà cậu ở dưới thì linh hiển hồi đó giờ tôi mặn là các chỗ các nơi nào cũng vậy cũng phải tôn trọng bà. Thì hồi trước đây mình qua cái vụ đó rồi cái vụ sau này nói tiếp luôn ha, là cắt cái khúc này rồi nữa. Dạ rồi thì con cũng cảm ơn chú Bảy đã chia sẻ về cái câu chuyện trong lúc quá trình đi tìm kiếm cái thân của anh Nghĩa ha. Thì Thanh Hải cũng xin kính chào toàn thể tất cả cô chú anh chị em và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị em trong những video lần sau ạ. Thanh Hải xin chào và hẹn gặp lại ạ.